cho các bạn. Hôm nay mình đi xuống ruộng nè. Hôm nay mình được lọt vô một cái đồng á, quá trời cỏ lao luôn á, đẹp dữ dằn luôn. Trời ơi, cho các bạn coi nè, ngay phía sau lưng mình nè. Trời ơi, nguyên một cái cánh đồng cỏ lao luôn. Đẹp quá trời luôn. Nè. Trời ơi, ở đây chụp hình là đẹp lắm luôn á. Đã quá trời luôn. Để mình quay phía cạnh các bạn. Khoan hôn xuống rồi cánh đồng cỏ lao. Đẹp quá trời luôn. Mặt trời lặn luôn rồi. Ôi, cái này mà được chụp hình đẹp lắm luôn á. Tại mình thấy thì mình mê như vậy, chứ những người mà trồng lúa đó, người nông dân, người ta thấy mấy cái cây cỏ này là người ta ớn lắm luôn á. Trời ơi, trồng lúa mà trúng vô mấy cái cây này mà vô cái đám lúa của mình thì thôi. Miền quê đó thì không khí rất là trong lành. Với các bạn nha.